mừng bạn quay trở lại bằng Lê Soccer YouTube Channel. Vâng, và trong video hôm nay mình sẽ review Roberto Firmino, người có thể được xem là mạch máu của Liverpool. Khi mà không có Firmino trên sân thì rất nhiều thời gian cả Salah hoặc Mane đã bị đối thủ cô lập, và khi Firmino vào sân thì Liverpool như tháo gỡ được còng và đã có những kết quả rất là khả quan. Vâng, và đây là phiên bản tới từ sự kiện Jesus and Dorado. Và chúng ta có thể thấy là đây ở mốc over 103 và tới skill 19. Tuy nhiên lật suất chưa mắc, chỉ mới 139 mà thôi, tốc độ chạy chỉ mới có 130 mà thôi. Về các chỉ số và dứt điểm thì Firmino không thật sự tốt, bởi vì ngoài đời anh cũng hay bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên các chỉ số về rê bóng của anh thì khá tốt, khi mà chỉ số kiểm soát bóng và chỉ số rê bóng đều ở mức 140, và chỉ số phản ứng lên tới 134. Và các chỉ số truyền của anh khá tốt, khi mà truyền ngắn 125, truyền dài 112. Vâng, Firmino của chúng ta thì là một mẫu tiền đạo công thủ toàn diện, khi mất tham gia hỗ trợ cả tấn công và phòng ngự đều ở mức cao, và có các skill bạn như là khéo léo và kiến thức lối chơi. Vâng, và để biết thêm về lối chơi của Firmino thì bây giờ chúng ta sẽ tới với tình huống trong VS Attack và Head to Head. Trong VS Attack thì điểm mạnh của Firmino chính là các tình huống chạy chỗ. Với skill boost Second Striker là một skill boost khá phù hợp cho chế độ VS Attack, thì Firmino vẫn có thể xử lý các tình huống đơn giản rất tốt. Chúng ta có thể thấy là khả năng chạy chỗ và dứt điểm của Firmino là khá ổn. Tuy nhiên thì những pha cứa bóng của Firmino thì đi không thật sự hiểm, và có nhiều trường hợp nó dội cuộc dọc hoặc là xà ngang. Nói chung là Firmino thì các bạn chỉ nên tận dụng các tình huống chạy chỗ và dứt điểm, và chúng ta cần hạn chế sử dụng cứa bóng với cầu thủ này. Vâng, thêm một pha nữa mà Firmino đã làm bóng chạm cột. Ngoài ra thì khả năng kiến tạo cho đồng đội của Firmino cũng khá tốt. Đây một pha chúng ta đóng thẳng bằng Firmino. Nói chung Firmino phù hợp cho những bạn có lối chơi VS Attack mà chúng ta sử dụng các đường truyền. Còn ví dụ mà chúng ta hay cứa bóng thì Firmino không thực sự tốt, bởi vì những pha cứa bóng của Firmino không thực sự hiểm hóc. Ok, và đây chúng ta sẽ cùng tới với chế độ Head to Head. Thì trong chế độ Head to Head là Firmino là một mẫu cầu thủ di chuyển rộng, bởi vậy tốt nhất là chúng ta nên cho Firmino đá tiền đạo lui trong sơ đồ hai tiền đạo. Như chúng ta thấy đây là một tình huống mà Firmino đã chạy ra biên phải, mặc dù anh thi đấu ở với tiền đạo và anh đã tận dụng để tạt bóng cho Lukaku ghi bàn. Firmino cũng thường xuyên có những tình huống lùi khá sâu và sau đó thì sẽ lên tham gia tấn công và di chuyển rất là rộng. Chúng ta có thể thấy là Firmino trong tình huống này tiếp tục di chuyển từ giữa sân lên, và sau đó thì tiếp tục di chuyển ở cánh. Firmino không phải là một mẫu tiền đạo có khả năng tì đè cực tốt, thì mà chúng ta có thể thấy là anh không đạt được lợi thế trong tình huống tranh chấp vừa rồi. Tuy nhiên thì anh cũng có những pha chạy chỗ khá tốt nhờ xu hướng của mình. Đây một tình huống mà chúng ta có thể thấy được khả năng chạy chỗ và dứt điểm một chạm của Firmino. Đây tiếp tục là một tình huống khác, nhưng lần này chúng ta lại thấy Firmino ở bên trái chứ không phải ở bên phải như hai tình huống trước. Và chúng ta có thể thấy là Firmino có mặt ở khắp mọi nơi trên sân và di chuyển liên tục. Và đây chúng ta có một tình huống phản công. Và trong tình huống này chúng ta có thể thấy là Firmino đã chủ động chạy từ giữa sân sang bên phải và có những pha phối hợp cùng đồng đội. Đây là một đường truyền rất là ảo của Firmino, người có nội tại ẩn là kiến thiết lối chơi cũng như các chỉ số tầm nhìn và truyền dài, truyền ngắn khá tốt. Và khi có một vị trí thuận lợi trong phòng cấm và không ai kèm thì Firmino chắc chắn là không bỏ lỡ được cơ hội của mình.
Nói chung Firmino là một mẫu tiền đạo lùi, một mẫu tiền đạo có xu hướng di chuyển rộng, và chúng ta có thể tận dụng lối chơi này để có thể chúng ta kiến tạo cho một tiền đạo cắm ở trên có khả năng ghi bàn. Đây một pha chạy chỗ dứt điểm của Firmino. Vâng, và tiếp tục là Firmino di chuyển ra cánh và tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Vâng, và Firmino luôn sẵn sàng chạy chỗ trong những đường phản công của đội nhà. Và đây chính là một trong những nhân tố sẽ gây đột biến cho đội hình của bạn. Vâng, và tóm lại, ưu điểm của Firmino chính là một mẫu tiền đạo có thể khả năng kiến thiết lối chơi. Trong chế độ vi tắc thì Firmino có được những tình huống chạy chỗ và dứt điểm rất tốt, tuy nhiên khả năng cứu bóng của anh lại không thật sự tốt. Cũng như là tốc độ của anh cũng không thật sự nhanh. Còn trong chế độ head to head thì các bạn nên để Firmino đá tiền đạo lùi và tận dụng khả năng chạy chỗ và kiến tạo của anh để có thể gây đột biến và đem lại những bàn thắng cho đội nhà. Vâng, và anh em có thắc mắc gì hoặc muốn mình review cầu thủ nào thì nhớ like và comment dưới video nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại những video tiếp theo.